Shopmobiviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hãy xem Maroc đây. Boom. Chủ của ấy thực sự là quá uy mãnh. Và hôm nay anh em nào muốn quay tay à không? Anh em nào muốn quay kiếm quay đao khắp map, vừa trâu vừa nhây gây sát thương chuẩn thì hãy chơi Maroc ngay. Cô vị tướng hiện tại leo rank vô cùng tốt ở phiên bản mùa 13 và mùa 14 sắp tới nha anh em ơi. Sử dụng lấu dài cũng là một con bài rất mạnh, có thể đi mid, đi tạt thần, đi đường rồng hỗ trợ. Và thậm chí nhiều anh em còn vác hẳn đi rừng. Nói chung là bây giờ Maroc quá khỏe khi đối đầu với team bạn là những vị tướng đấu sĩ hoặc là những cái chất tướng tanker châu bò. Thế này chỉ sợ mỗi quyền vương thôi, chứ khỉ hay là lực bố Valet thì vỡ đầu hết. Bản đồ thì lại là con mồi cho mình lấy nội tại rồi. Quay đều những vòng quay. Hôm nay sẽ quay kiếm khắp map cùng với Maroc đại ca. Ăn trụ mid luôn, mặc dù là mất cái trụ đường tạt thần rồi, nhưng mà team mình có trụ mid là lợi thế hơn nha. Bây giờ áp lực này, nếu vị tướng các bạn có thể áp lực vào rừng team bạn khi rừng team bạn là những vị tướng đánh gần như kiểu khỉ hữu không, để kéo bùa ra sông không cho khỉ farm, câu kéo thời gian của khỉ này. Khỉ mà vô đi kiểu gì mình cũng chơi. Các bạn nhớ nha, chơi Maroc là các bạn cố gắng là không phải đánh thường đâu, mà các bạn chơi nhây, các bạn quay chiều 1 đó, mỗi phút chiều 2 quay chiều 1 đó, xong rồi các bạn lùi về đợi hồi chiều tiếp tục quay chiều 1. Từ từ chưa đánh vợ bạn ơi, đợi tí đây này, cái có mờn ga hỗ trợ đánh được này. Rồi, lên luôn. Mình quay đều và 1, 2. Bùm. Chiều cuối rất đẹp anh em ơi. Chiều cuối là một chiều để khép góc rất là tốt. Nếu anh em dùng chiều cuối mở giao tranh mà khép góc tốt thì hoàn toàn có thể là lật ngược thế trận hoặc là một giao tranh thắng lợi quét sạch team bạn. Rất là hay. Mình vẫn thích nhất khả năng của Maroc chính là nhây nha. Quay đều này. Wow, bố quá khỏe, bố rất khỏe anh em ơi. Mà khỉ này, khỉ đánh mình như kiểu một đôi inox. Chạy đâu, ôi đừng, anh quyền vương, ôi tôi à. Vẫn sống nhân răng anh em ơi. Nhiều khi chúng ta đánh hay không bằng đánh hên đâu. Qua đấy là hên cực kỳ nha. Trời ơi, ban doom ra thì thực sự ban doom không có gì để ăn khi mà cái bộ đôi Maroc kết hợp với mờ gần ga quá là ghê. Hiện tại cái bộ đôi Maroc đi đắc rất là mạnh ở trên rank cao. Maroc MG mình thấy cũng rất là mạnh, bởi vì hai vị tướng này đều là kiểu chất tướng đánh nhây và kết hợp với một tanker cứng cáp như Maroc thì cái lượng sát thương của MG gây ra cho thời gian sẽ rất là lớn. Cộng với MG cũng có khả năng hồi phục, giúp tăng khả năng hồi phục của Maroc nha. Trận đấu này là mình bất tử luôn, trừ khi những pha combo đẳng cấp của quyền vương. Hiện tại thấy là quyền vương chưa có những pha combo nào hay cả. Đấm mình bây giờ là cũng không có thấm đâu. Vì vậy mình sẽ quay lát rừng thì bạn. Quay đều, mình cân 2, mình cân 3. Vào hết đây, bây giờ thì chạy đâu. 1, 2, bạn, bùm. Bye bye, mạng đầu tiên này cho Maroc nha. Quyền vương này, tính bắt AD của mình không có được đâu. Để chơi tốt Maroc thì cũng không có cái gì đó phức tạp đâu, rất là dễ. Các bạn chỉ cần cố gắng sử dụng chiêu 1 quỷ kiếm chúng càng nhiều mục tiêu càng tốt. Rồi dùng chiêu 2 cũng hút vào nhiều mục tiêu càng tốt. Nói chung là chiêu cuối cũng vào nhiều mục tiêu càng nhiều càng tốt. Đấy, càng đông càng vui. Đó là sức mạnh của Maroc. Ok, các bạn cứ đánh đi. Mình giáp nhiều mà. Máu dày này. Khỉ này. Khỉ.
Kỳ 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 làm gì vậy bạn ơi? Tàng hình nè. Bạn tàng hình mình đã có nhẫn phong thần rồi. Bây giờ thì chú cuối bạn đấy. Ở mày chuối. Chú cuối khép góc được Violet nhưng mà Violet chạy hướng này. Quá hay, MG đánh tốt này. Lữ bố này anh em ơi, sát thương là sát thương chuẩn và mạng thứ hai dành cho Malok. Nói chung trận này mình đi quay khắp map mà đánh mãi hồi vẫn đầy máu cơ. Mặc dù bị Violet này bị quyền vương đấm nãy giờ nhưng mà vẫn đầy máu. Và cái phù hiệu trang bị của Malok thì anh em theo dõi bên dưới nha. Đây là phong cách lên cực kỳ trâu. Đấy, Violet bắn không qua lớp giáp ảo luôn. MG cứ phía sau nha. Ôi, phía sau bạn được ăn mạng kìa. Wow. Đấy, team bạn đá đấm rồi bắn Malok mỏi tay nhưng mà sau đó các bạn ấy tự đánh quay ra chết. Ăn vạ là có thật đấy. Quay đều, quay đều. Bất tử. Đây chính là lý do vì hiện tại Malok được sử dụng trong đấu rank rất là nhiều và có tỷ lệ thắng khá là cao nha các bạn ơi. Hôm nay mải xem đấu giải quá một cái trận đấu rất quan trọng của đội Saigon Phantom khi chuyển hướng sang pick Malok và giành thắng lợi. Mình thấy là Malok rất là mạnh, chính vậy làm video clip để chứng tỏ rồi anh em là Malok hiện tại rất khỏe và anh em hoàn toàn có thể là lâu ngày không chơi Malok hoặc không có tự tin chơi Malok có thể vác Malok là đeo đành nha. Ở ngọc Malok thì anh em dùng bảng ngọc full tank cho mình. Rồi, chục cuối kép góc. Một mình là cái bức tường nó quá là vững trái của team. Thì bạn không thể vượt qua lối. Khỉ, không thể tàng hình đâu bạn ơi. Không vượt qua lối. Mờ ga thì phía sau cứ bút máu. Rồi ném độc. Và mình thì cứ quay đều những vòng quay thôi. Đó. Mình thực sự là cái bộ đôi này quá tuyệt vời anh em ơi. Chạy đi đâu à, bàn Doom. Ok, quét sạch rồi. Và có lẽ thì video clip Mô Việt quay tay đến đây là hết rồi. Thực sự là quay mãi cũng không gãy. Thực sự là rất là sướng anh em ơi. Khỉ không dám ra. Mà khỉ chưa kịp ra thì cũng đã lên. Ây da. Ok, xin chào anh em và hẹn bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống. Trang phục mới các bạn ơi, đẹp trên từng cm của bé tóc xanh Loli, mặc kimono màu hồng, Capri tiểu thơ anh đào. I am cô bé dễ thương đến từ đất nước Nhật Bản nha các bạn ơi. Nhìn súng này. Súng dễ thương cực kỳ, súng màu hồng, bắn ra hoa. Wow, một chùm hoa rất dài. Và cái chiêu cuối thực sự tiểu thơ anh đào. Toàn hoa anh đào thôi các bạn ơi. Ăn lại được nồng tiếng Nhật Bản vô cùng dễ thương đấy chứ. Nói chung là cute cực kỳ. Chắc hẳn thì anh em yêu thích Cavalry sẽ phải hiến máu vì trang phục này thôi. Không có một điểm trừ nào cả. Đẹp trên từng cm. Chiêu 2 ở trạng thái đại bác này. Wow. Bùm. Bùm.
Nghe phê không các bạn ơi? Đó, không hiểu tại sao nghe tiếng Nhật Bản nó lại dễ thương như vậy. Mình thấy dạo này Nico bài rất nhiều trang phục Nhật Bản, không biết là cần lý do gì đây. Nhưng mà lại đẹp như thế này thì không có gì phải chê cả các bạn ơi. Oh,